Tại cuộc họp lần thứ 13 của Ủy ban Hợp tác song phương ASEAN-Australia diễn ra ngày hôm qua tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN, hai bên đã tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Australia tái khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và sẽ mở rộng chương trình hợp tác với ASEAN thông qua hợp tác trong các vấn đề liên trụ cột. Tại cuộc họp, thì hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các chương trình và hành động ứng phó với những thách thức hiện tại, phù hợp với tình hình khu vực cũng như những lĩnh vực ưu tiên trong tầm nhìn ASEAN sau năm 2025. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã rà soát việc thực hiện kế hoạch hành động ASEAN-Australia giai đoạn 2020-2024, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong 4 lĩnh vực chính được nêu trong tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai bên cũng mong muốn ký kết nghị định thư thứ 2 sửa đổi hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand và kêu gọi triển khai hiệu quả hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Hai bên nhất trí sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Australia vào năm 2024 và thúc đẩy nhận thức về ASEAN tại Australia trong thời gian tới.